Quý vị thân mến, những chiếc lốp xe cũ được thu gom, sau đó tái chế lại thành cụm trò chơi dành cho trẻ em, chính là chương trình Hành trình thứ hai của lốp xe do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Chương trình này hiện nay cũng được tỉnh đoàn Tây Ninh triển khai rộng khắp đến các cơ sở đoàn trong tỉnh. Ít ai nghĩ rằng những bông hoa này hay cả những xích đu mà các em thiếu nhi đang vui chơi ở đây đều được làm từ những chiếc lốp xe cũ đã qua sử dụng. Với sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của các anh chị đoàn viên thanh niên đã biến những chiếc lốp xe cũ thành đồ chơi hữu ích, tạo ra sân chơi thú vị cho trẻ em, vừa đẹp mắt vừa tiết kiệm. Đối với lại riêng Tây Ninh, khi mà chúng tôi nhận được cái kế hoạch này thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng triển khai đến với các cơ sở đoàn. Thì các phần việc mà các cơ sở đoàn thực hiện chủ yếu là xây dựng các sân chơi cho các em thiếu nhi. Bởi vì chúng tôi nhận thấy thì cái lớp xe khi mà được các bạn đoàn viên đem về cơ sở thì trang trí lại, sơn sửa lại và thực hiện những cái cụm trò chơi cho các em thiếu nhi thì thật sự là rất là có hiệu quả. Thông qua cái hành trình thứ hai của lớp xe này thì chúng tôi cũng muốn là cùng với lại các bạn đoàn viên thanh niên tham gia cái phong trào hạn chế rác thải nhựa cũng như là xây dựng thật nhiều cái sân chơi thiếu nhi cho trẻ em, đặc biệt là ở vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết những chiếc lốp xe cũ đã qua sử dụng được các bạn đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn đi xin từ những hộ dân và các gara sửa chữa ô tô. Sau khi có được những chiếc lốp xe, công đoạn quan trọng nhất chính là chà rửa sạch sẽ và trang trí lại cho đẹp mắt. Thay vì mình mua các chậu hoa thì mình dùng vỏ xe này thì mình sẽ tiết kiệm được một phần kinh phí của mình. Thì sau khi xin về tập kết tại ủy ban xã thì các bạn sinh viên tình nguyện cũng như các bạn đoàn viên thanh niên của xã đã tiến hành triển khai thực hiện sơn rồi vẽ những cái mô hình trên vỏ xe. Và sau đó thì mình tiến hành là mình đi mua phân mua hoa, có một số thì còn đi vận động xin hoa để về trồng trong đó để trang trí cho cái không gian sống của mình thêm đẹp nữa. Bằng những mô hình việc làm cụ thể thiết thực như xây dựng khu vui chơi, chế tạo dụng cụ hữu ích từ rác thải tái chế những chiếc lốp xe cũ thành những bồn trồng hoa hay tạo ra những đồ chơi dành cho trẻ em, đoàn viên thanh niên tại những cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang cùng vào cuộc với toàn xã hội, góp phần tái chế rác thải nhựa, hạn chế rác thải ra môi trường. Chúng tôi đang thực hiện cái chương trình thách thức để thay đổi. Chúng tôi đã khảo sát những điểm đen trên địa bàn huyện Gò Dầu về rác thải. Từ đó chúng tôi sẽ thu gom, dọn vệ sinh ở tại các cái điểm có rác thải và qua đó chúng tôi sẽ mua và đặc biệt là chúng tôi sẽ vận động như là xin các cái vỏ lốp xe đã qua sử dụng của các đơn vị để chúng tôi về sẽ trồng hoa ở tại các điểm đen về vệ sinh ở trên địa bàn huyện Gò Dầu. Tại tỉnh Tây Ninh, chương trình Hành trình thứ hai của lốp xe được triển khai từ tháng 4 năm 2019. Đến nay, mô hình này đã được 11 đơn vị thuộc 6 huyện thực hiện hiệu quả, gồm Tân Châu, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Tân Biên và Hòa Thành. Các huyện, thành phố còn lại cũng đang tiếp tục triển khai và nhân rộng.